Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của em Phương nhá. Hôm nay em có một đàn mơ vừa mới được xuất này, quay cho mọi người xem luôn này. Các bạn này là size tiny toy mọi người nhá, chân siêu lùn luôn. Đấy, vừa ngủ xong phải dựng bọn nó dậy đấy. Hôm nay quay hơi muộn, tắm rửa xong cho ăn uống xong hơi muộn nên là phải dựng bọn nó ngủ. Ngủ lăn ngủ lóc hết rồi, xinh nhỉ? Ba con này hợp tác chưa? Ngồi nhìn ngoan ghê ấy. Chân siêu lùn. Đây là các bạn size tiny toy nhá mọi người nhá. Đấy, các bạn này thì có mẹ là tiny toy và bố là tiny, nên là đàn con nó ra nó to hơn những bạn tiny một chút, nhưng mà chân nó vẫn rất là lùn và xinh nhá. Anh chị nào nuôi sinh sản đó những lần này quá hợp lý luôn, vừa nuôi sinh sản được mà nó vừa vẫn rất là xinh, chân ngắn giống bố. Yêu chưa? Ôi em này nằm rồi thì đi vào đâu, hai cả hai được, xinh chưa? Đây ra gần cho mọi người xem. Đấy. Này em được xinh nhỉ, lông dày thế. Ở đây này ngoan thế, em này ngoan thế trong vòng ngoài. Ngoan thế trong ngoài. Đấy. Các bạn này là màu mơ nha mọi người nhá. Đấy, sau này thay lông thì màu các bạn ấy sẽ giống cái màu chân lông. Ví dụ như là bé này cùng đàn này mọi người thấy. Hôm trước em vừa quay một cái video em bảo mọi người màu mơ đó là một cái tông màu rất là đặc biệt, bởi vì nó có cùng là mơ nhưng có rất là nhiều những cái tông màu khác nhau. Ví dụ như cùng đàn nhá, đây là cùng đàn luôn mọi người nhá. Mà em này màu thì đậm này, màu đậm chưa? Nhưng em này thì màu lại nhạt hơn hẳn. Em này em cái mưa sáng, màu này nhìn thích nhỉ? Nhìn sang quá, sáng vàng vàng kiểu cảm giác nó cứ phớt phớt hồng ấy, yêu thật. Cái cũng mơ luôn. Các bạn này thì trưởng thành thì chắc là cân nặng các bạn ấy sẽ khoảng tầm 4 cân hơn, 4 cân một chút. Thực ra thì cái cân nặng ấy thì nó sẽ là phụ thuộc vào cái người chủ nuôi nhá mọi người nhá. Ví dụ như là mình cho ăn nhiều hơn thì bạn ấy sẽ béo hơn, thì nó sẽ nặng hơn. Còn cái tính cái size của các bé thì mình sẽ dựa vào cái độ dài chân. Ví dụ như là này chân nó rất là lùn. Mọi người nhìn này, chân ngắn tủn luôn, nó rất là to. Đấy. Cái này đi tất. Chưa? Đấy. Ngoan đấy. Ok, sửa ác thế nhỉ? Đấy. Thì mọi người mà yêu thích cái màu mơ này hoặc là yêu thích bất kỳ màu nào khác mà đang không có trên video thì mọi người cứ liên hệ với bác số hotline bên em nhé. Bởi vì là nhiều khi em quay là em sẽ không thể quay hết tất cả các đàn được, mà sẽ có những cái đàn những cái màu khác nhau, và có những đàn em còn chưa kịp quay video đã có khách đón rồi cơ. Thế nên là mọi người liên hệ trước với em, thì ví dụ có đàn như được xuất thì em sẽ báo mọi người luôn, thì mọi người sẽ đón được bé cún ưng ý nhất nhé. Mọi người hãy bấm like video, bấm cho kênh để ủng hộ em cũng như là ủng hộ các bạn cún nhé. Xin chào mọi người.